Năm nay, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày là cơ hội để người dân lựa chọn các chuyến du lịch cùng người thân và bạn bè. Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành, thời điểm này gần như đã khóa sổ tour du lịch cho dịp nghỉ lễ. Giá tour năm nay tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Đến thời điểm này, nhiều tour du lịch đã khóa sổ, chỉ còn số ít tour tiếp tục nhận khách với số lượng không nhiều. Các điểm du lịch trong nước như Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phú Yên, Phú Quốc, Sapa, Mộc Châu vẫn là điểm đến hot trong dịp nghỉ lễ tới. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, bên cạnh các tour du lịch kín chỗ, nhiều nhà nghỉ khách sạn trong nước cũng bắt đầu thông báo hết phòng. Du khách đi tự túc nên đặt trước dịch vụ phòng nghỉ để không bị ép giá. Với nhu cầu đi du lịch, dịp nghỉ lễ tăng đến gần 30% so với năm ngoái, dự kiến sẽ xảy ra tình trạng quá tải một số điểm du lịch trọng điểm. Vì vậy, theo các đơn vị lữ hành, bên cạnh việc đặt sẵn dịch vụ nghỉ, du khách cũng phải có kế hoạch tìm hiểu đặt trước các dịch vụ về phương tiện thông qua các hiệp hội du lịch địa phương. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày. Đây được coi là cơ hội vàng của ngành du lịch trong việc thu hút khách, thúc đẩy tăng trưởng du lịch.